Và mình xin giới thiệu cho quý vị và các bạn tiền theo dõi trước màn ảnh nhỏ các bạn đội hình ra sân của các cầu thủ biên phòng như sau. Chuyền 2 mang áo số 2 là Đinh Văn Duy. Các cầu thủ số 9 ở vị trí số 2 đó là Nguyễn Ngọc Phân. Ở vị trí số 3 mang áo mình chưa được nhìn thấy, mang áo số 8 đó là Trương Thế Khải. Ở vị trí số 4 là đối chuyền Phạm Văn Hiệp. Vị trí số 5 là chủ công Minh Đức. Vị trí số 6 là phụ công Duy Tiến. Libero của cầu thủ biên phòng là anh Tuấn. Huấn luyện viên trưởng ngày hôm nay dẫn quân đi đó là anh Kiên. Và bên kia chiến tuyến là cầu thủ học viện cảnh sát với những cái tên đó là số 12 Lâm Tới, số 15 Bảo Khang, số 6 là Thạch Đen. Vâng, số 14 là Thanh Ngọc. Và vận động viên chuyền 2 mình chưa cập nhật được tên mọi người nhé. Và điểm số 1-0 đã thuộc về cầu thủ biên phòng. Và tiếp tục là pha phát bóng của Nguyễn Văn Cúc, xin lỗi Đinh Văn Duy. Pha tấn công của Thạch Đen. Như vậy là trọng tài quyết định bóng chạm tay đi ra ngoài. Điểm cho cầu thủ học viện cảnh sát 1-1. Mình nhận thấy rằng khán giả ở Bình An hơi bị tiết kiệm những tràng vỗ tay các bạn ạ. À, phát bóng ra ngoài của học viện cảnh sát và điểm thuộc về biên phòng 2-1. Vâng, nếu quý vị khán giả đi xem bóng hay với những tình huống điểm đều, hãy dành cho các vận động viên một tràng vỗ tay thật giòn giã để khích lệ tinh thần thi đấu của cả hai đội bóng và khiến cho hội làng của chúng ta được hay hơn rất nhiều. Đó là Ngọc Thuận. Câu trả lời đến từ vị trí của Bảo Khang. Khủng long Bảo Khang không qua được đôi tay của cầu thủ biên phòng. Nhưng ngay sau đó là một pha xử lý kinh nghiệm. Vâng, Bảo Khang sau một năm đi thi đấu ở các giải phủi thì đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Kỹ năng xử lý của Bảo Khang bây giờ là rất tốt. Điểm được cân bằng 2-2. Bước 1 là chưa tốt của Ngọc Thuần và câu trả lời của Phạm Văn Hiệp. Như vậy trọng tài đã quyết định điểm số thuộc về biên phòng. Điều hiển chính trận thi đấu này đó là trọng tài Văn Đô, một trọng tài của đơn vị sở tại nhưng có trình độ chuyên môn cũng rất tốt. Điểm số 3-2. Vâng, phản công đây là Lâm Tới, bỏ bóng chưa thể ghi điểm. Phản công dành cho Ngọc Thuân. Vâng, rất đẹp. Một màn phối hợp giữa phụ công Trương Thế Khải và Ngọc Thuân. Thế Khải là đối chuyền của thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng năm nay thành phố Hồ Chí Minh đã xuống chơi A1. Và Thế Khải được các đội bóng biên phòng đàm phán để thi đấu giải vòng 1 vô địch quốc gia. Đó là Duy Tuyến. Một pha tấn công rất đẹp mắt. Chiều cao trung bình của cầu thủ biên phòng là 1m89. Và một chiều cao rất khủng khiếp. Đây là pha tấn công của Bảo Khang, không qua được đôi tay của cầu thủ biên phòng. 6-2 rồi. Học viện cảnh sát họ gặp khó với thể công, nhưng bây giờ họ còn đang đương đầu với một đội bóng còn mạnh hơn, đó là đương kim á quân của giải vô địch quốc gia biên phòng. Em đây rồi, đâu em đang bình luận. Vâng, điểm 7-2 rồi. Vâng, phát bóng là Thế Khải. Bước 1 là chưa tốt của Thạch Đen, đó là Bảo Khang. Vâng, Bảo Khang không qua được đôi tay của Duy Tiến. 8-2 rồi. Vâng, với các đội bóng khác thì Bảo Khang tấn công dường như rất dễ dàng. Nhưng với biên phòng chiều cao của các vận động viên là trung bình 1m89, Bảo Khang cũng rất khó khăn có thể tấn công qua. Và các cầu thủ học viện cảnh sát xin quyền hội ý lần đầu tiên trong hiệp thi đấu thứ nhất.
Các bạn có thể nhìn thấy những hình ảnh rất đẹp, rất gần màn ảnh nhỏ của các bạn. Đó là Trương Thế Khải, đó là Đinh Văn Duy, đó là Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Thuần và Minh Đức nữa. Cùng với đó là phụ công đội tuyển quốc gia Việt Nam Duy Tiến. Ok em, nếu xong giải này anh sẽ xin áo của em Hiệp và em Duy cho em nhé. Vâng, đây là pha chuyền bóng của Đinh Văn Duy dành cho Minh Đức. Nhưng rất tiếc Minh Đức đã không qua được hàng chắn của các cầu thủ Học viện Cảnh sát. Vâng, Đinh Văn Duy chiều cao là 1m84 anh nhé. Bước 1 là tốt, câu trả lời đó là của Duy Tuyến nhưng chưa thành công. Lâm tới, phòng thủ không tốt rồi, bóng vẫn còn trong cuộc. Bóng trong sân thưa các bạn. Đây là pha tấn công của Lâm tới. Duy Tuyến chắn bóng quá hay. Điểm cho cầu thủ Sông Mây 9-4. Vâng, giải đấu hội làng thì chỉ thi đấu một ngày thôi. Vâng, xin quý vị khán giả đang có mặt trên sao vàng Việt Nam Volleyball, hãy cho sao vàng Việt Nam Volleyball một lượt chia sẻ được không ạ? Một trận thi đấu bán kết cực kỳ hay. Và hội làng Bình An ngày hôm nay cũng chật cứng rồi. Những quý vị khán giả đi sau cũng chỉ biết đứng nhìn xem ở phía bên ngoài qua điện thoại của mình mà thôi. Và tấn công đó là của Minh Đức. Điểm thuộc về Học viện Cảnh sát 6-9. Một pha tấn công đi ra ngoài. Vâng, em cảm ơn anh bóng truyền phủi ạ. Bóng vẫn còn. Và đây là, như vậy là pha sang bóng của Thạch Đen. Câu trả lời của Ngọc Thuần quá hay. Một pha tấn công đẳng cấp của Nguyễn Ngọc Thuần. Ngọc Thuần cao 1m91, sức bật là 350. Chủ công của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đây là câu trả lời của Thạch Đen. Bóng vẫn còn, rất tiếc. Đôi chân của Đinh Văn Duy đã không thể cứu bóng thành công. Điểm số 70. Vâng, em cảm ơn chị Trần Thị Thúy đã dành những lời ngợi khen cho bình luận viên. Chúc mọi người sẽ có những giây phút theo dõi bóng chuyền thật vui vẻ và hạnh phúc trên sao vàng Việt Nam Volleyball. Và câu trả lời mang tên Ngọc Phật vẫn là cái tên quen thuộc, với sức mạnh tấn công và tầm cắt bóng ở tầm cỡ châu Á các bạn ạ. Ngọc Phật là một trong những cầu thủ của Việt Nam mà mình rất kỳ vọng sẽ xuất ngoại thành công ở nội dung nam, để tiếp bước những đàn anh như Ngô Văn Kiều. Và hiện tại đang có Đức Hạnh cũng như là Truyền hai Thoại Khương thi đấu ở đất nước Campuchia nữa. Vâng, xin cảm ơn anh cả với những lời chúc dành cho bình luận viên nhé. Chúc anh cả một năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, gia đình làm ăn phát đạt ạ. Vâng, điểm thuộc về biên phòng 12-7. Phạt bóng rất khó chịu của Duy Tiến và câu trả lời của Thạch Đen. Một pha tấn công tốt rồi. Và điểm được rút ngắn cho Học viện Cảnh sát 8-12. Và các bạn có thể nhìn thấy là Phạm Văn Hiệp. Bụng của Phạm Văn Hiệp sau khi nghỉ Tết xong thì cũng có dấu hiệu rất nhiều bánh chưng. Đây là Phạm Văn Hiệp. Vâng, chưa được rồi. Một pha tấn công đi ra ngoài của Phạm Văn Hiệp. Văn Hiệp có lẽ là cần phải ép cân rất nhiều để hướng tới vòng 1 vô địch quốc gia. Đó là pha tấn công đẳng cấp của Ngọc Phần. Một cái tên có thể có rất nhiều fan trên khắp đất nước Việt Nam. Nguyễn Ngọc Phần.
Anh cảm ơn Vũ Văn Tiên nhá. Đúng rồi, Đức Hạnh và Thoại Cương đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà anh đang nói là những cầu thủ Việt Nam xuất ngoại, và hy vọng rằng Ngọc Thuần cũng sẽ là cầu thủ tiếp bước để xuất ngoại và hướng tới một sự phát triển của bóng chuyền Việt Nam. Và điểm số thuộc về biên phòng với một pha tấn công không tốt của Thạch Đen. 14-9 rồi. Phạt bóng là Đinh Văn Duy. Rất tiếc là pha phạt bóng đã đi ra ngoài. Điểm 10-14. Câu trả lời đến từ vị trí của Ngọc Thuần. Các bạn có thể nhìn thấy sức bật của Ngọc Thuần là ngực trên lưới. Một pha tấn công mặc dù có hai chắn nhưng không thể hóa giải được Ngọc Thuần. Và như vậy là pha tấn công vừa rồi đã khiến cho ban tổ chức phải rút hầu bao. Và có một bó hoa tươi thắm trị giá 200.000 đồng dành cho pha tấn công vừa rồi của Nguyễn Ngọc Thuần. Vâng, trong giải đấu này mọi người yêu mến cầu thủ nào? Hãy bình luận xuống dưới cho bình luận viên có thể nhắc tên cầu thủ đó. Vâng. Và gửi lời chào của quý vị đến với cầu thủ nha. Đó là pha chuyền bóng một tay đẳng cấp nhưng phòng thủ còn quá hay. Đây là Ngọc Thuần. Vẫn là Ngọc Thuần thưa các bạn. Đánh hay như vậy có thưởng tiền không ạ? Vâng, thưởng tiền không ạ? Vâng, nếu như mà để thưởng tiền cho Ngọc Thuần thì có lẽ là Ngọc Thuần vâng, như vậy là đã có một bó hoa thưởng cho Ngọc Thuần trị giá 200.000 đồng của một chị khán giả rất xinh đẹp. Vâng, đánh hay là có tiền. Vâng, chị mang một cọc tiền luôn các bạn ạ. Rất tuyệt vời. Bao giờ quê hương của mình mới tổ chức được một hội làng mang tính tầm cỡ quốc gia như thế này nhỉ? Đó là pha phát bóng. Rất tiếc lần này Ngọc Thuần đã phát bóng đi ra ngoài rồi. Vâng, nhưng cũng gợi khen cho Ngọc Thuần với rất nhiều tình huống ghi điểm liên tiếp. 16-11. Hiện tại điểm số là 11-16 thưa các bạn. Hiện tại giải đấu này đang diễn ra trên địa chỉ nhà văn hóa thôn Bình An nha mọi người. Vâng, 17-11 cho biên phòng rồi. Và bây giờ phát bóng là Thế Khải. Đây là Bảo Khang. Phòng thủ tốt của Đinh Văn Duy là đây là Phạm Văn Hiệp. Lên tiếng rồi. Phạm Văn Hiệp đã ghi điểm cho cầu thủ Sông Mây. 18-11. Vâng, đúng rồi. Chỉ có thể là giải ở Bắc Ninh, hoặc là Ninh Hiệp, hoặc là Bình An, hoặc là Quan Đình Quan Độ. Vâng, ngày 14 cũng là một giải rất hay. Đó là giải Quan Đình Quan Độ. Cơ cấu giải thưởng cũng không kém gì Bình An ngày hôm nay. Có thể giải nhất của Quan Đình Quan Độ cũng phải lên tới con số 80 triệu đồng. Điểm số bây giờ thuộc về cầu thủ học viện 12-18. Như vậy là Lâm Tới cũng vừa nhận được một bó hoa tươi thắm của ban tổ chức trị giá 200.000 đồng. Đây là một sự khích lệ cho vận động viên đến từ quê hương miền Nam. Anh đã đáp chuyến máy bay từ hôm qua, có mặt trên quê hương Bình An để góp vui với hội làng ngày hôm nay. Và câu trả lời đến từ vị trí của Minh Đức. Vâng, điểm thuộc về cầu thủ Sông Mây. 19-12. Đang ơi, 19-12 em ơi. Một pha tấn công của Ngọc Thuần. Đó là pha bỏ bóng quá hay. Điểm thuộc về biên phòng. 20-12. Giải vô địch quốc gia diễn ra ở Hà Tĩnh vào mùng 10 tháng 10, 15 xin lỗi các bạn, là diễn ra vào ngày 28 tháng 3 thì phải các bạn nhé.
mình sẽ cập nhật vào cái ngày thi đấu chính thức cho các bạn. Hoặc các bạn có thể lên fanpage của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam để cập nhật thi đấu của tất cả các giải đấu năm 2024 các bạn nhé. Nếu như mọi người yêu mến Sao Vàng Việt Nam Volleyball, hãy cho Sao Vàng Việt Nam Volleyball một lượt chia sẻ nhé. Xin chào 780 anh chị em. Đây là pha phát bóng của Minh Đức. Vâng, tiếp tục điểm thuộc về các cầu thủ biên phòng. 23-13. Một cách biệt quá xa cho các cầu thủ biên phòng rồi. Đưa cho em cho cái bàn đội mũ như này. Quý vị khán giả ngày hôm nay, nếu không đi sớm thì không có chỗ mà ngồi, đồng nghĩa với việc là không được xem bóng mọi người ạ. Và có những quý vị khán giả phi từ Hải Dương lên đây để xem. Sức hút của hội làng Bắc Ninh là rất lớn. Điểm 14-23. Bước 1 là tốt của Minh Đức. Câu trả lời đó là của Ngọc Thuần. Một pha bỏ bóng rất khéo léo. Vâng, điểm 12-4. Mình quay bằng máy quay nha. Ngày hôm nay ekip của mình tận 5 người. Có bàn trộn, có máy tính và có máy quay. Đảm bảo hình ảnh 4K cho tất cả quý vị và các bạn. Đây là một đầu tư rất lớn của Sao Vàng Việt Nam Volleyball, hướng tới sự phát triển của nền bóng chuyền phong trào, cũng như là có thể truyền tải được những thông điệp, những tình yêu đích thực dành cho bóng chuyền Việt Nam. Nó giống như khẩu hiệu của Sao Vàng Việt Nam muốn hướng tới và muốn truyền đạt tới tất cả mọi người. Hy vọng mọi người sẽ yêu mến Sao Vàng Việt Nam, để Sao Vàng Việt Nam Volleyball có thể tác nghiệp ở những vùng đất, những miền quê trên khắp đất nước Việt Nam. Vâng, Sao Vàng Việt Nam Volleyball mới được hình thành và phát triển chưa đầy một tuổi, nhưng với sự đầu tư và sự chuyên nghiệp cũng như sự chỉnh chu và những thông tin chính xác 100%, không có những lời quảng cáo hay nói sai sự thật về bóng chuyền. Hy vọng rằng mọi người sẽ yêu mến Sao Vàng và ủng hộ cho Sao Vàng trong tương lai, cũng như là những giây phút hiện tại diễn ra tại hội làng Bình An trên quê hương Bắc Ninh. Và chúng ta sẽ cùng chờ một ít phút để đón xem hiệp thi đấu thứ hai. Và đây là những hình ảnh rất rõ nét của các cầu thủ Học viện Cảnh sát. Lão tướng anh Nguyễn Văn Nhẫn đang có những trao đổi rất rõ nét với Lâm Tới, với các cầu thủ đội Học viện Cảnh sát. Anh Nhẫn là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Công an Vĩnh Phúc. Vâng, Công an Vĩnh Phúc. Hiện tại thì tất cả lứa cầu thủ của Công an Vĩnh Phúc đã nghỉ chơi bóng rồi, chỉ còn anh Nguyễn Văn Nhẫn mà thôi. Và chúng ta sẽ tiếp tục hướng mắt vào màn hình để theo dõi hiệp thứ hai ngay sau đây. Vâng, cảm ơn bác Trần Anh đã dành những lời ngợi khen cho giày Sao Vàng. Vâng, trên sân các bạn cũng có thể nhìn thấy là Duy Tuyến và Đinh Văn Duy là truyền hai và phụ công của đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm giày Sao Vàng. Và các bạn ở hội làng ngày hôm nay cũng có thể ra quầy giày trải nghiệm Sao Vàng. Sao Vàng là thương hiệu của Việt Nam, một thương hiệu đậm chất Việt Nam với cái tên Sao Vàng, được sinh ra từ tình yêu quê hương và đất nước. Và quý vị khán giả có mặt ở hội làng hãy ra quầy trải nghiệm để đi giày miễn phí các bạn nhé, để có những cảm nhận và những trải nghiệm chân thật nhất. Và xin cảm ơn bạn Đinh Nguyên với những lời ngợi khen dành cho Sao Vàng Việt Nam.
và hy vọng rằng Sao Vàng Việt Nam sẽ là một kênh thông tin được rất nhiều người yêu mến và ủng hộ. Và mình cũng xin hứa với mọi người rằng Sao Vàng Việt Nam là kênh thông tin uy tín, sẽ đưa những thông tin đúng sự thật về bóng chuyền Việt Nam. Vâng, đó là pha phạt bóng của Thạch Đen và câu trả lời là Trương Thế Khải. Vâng, rất lâu rồi chúng ta mới thấy hình ảnh của Trương Thế Khải. Và đây cũng là lần đầu tiên Thế Khải thi đấu ở một giải đấu hội làng. Và nếu như được phép, bình luận viên rất muốn bình luận Thế Khải xem cảm xúc của em khi ra ngoài Bắc chơi với một không khí hội làng đầy ắp khán giả thì cảm giác của em như thế nào. Và đặc biệt là khi đang sống ở vùng đất với khí hậu nóng như thành phố Hồ Chí Minh và ra ngoài Bắc với khí hậu đang là thời tiết xuân, hơi se lạnh, thì Trương Thế Khải có kịp thích ứng và bắt nhịp với đội bóng Biên Phòng hay không? Và xin chào Nguyễn Văn Lam nha. Điểm số bây giờ là 4-1 cho cầu thủ Biên Phòng rồi. Đây là câu trả lời của Lâm Tới. Một pha bỏ bóng rất đẹp. Điểm được rút ngắn 2-4. Bằng con mắt chuyên môn, mọi người có thể đánh giá và dự đoán một cách chủ quan xem trận chung kết sẽ diễn ra giữa đội bóng nào và đội bóng nào trong giải đấu này được không ạ? Đó là Phạm Văn Hiệp. Vâng, mặc dù là cân nặng sau Tết của Phạm Văn Hiệp đã tăng tương đối nhiều, nhưng Văn Hiệp vẫn còn một đôi tay rất khéo léo và ngoan ngoãn. Vâng, trận bán kết chỉ thi đấu 3 tháng 2 mọi người nhé. Câu trả lời đến từ Duy Tuyến. Vâng, phụ công của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam mang tên Trần Duy Tuyến, chiều cao 1m93, vâng, cân nặng là 78kg. Hiện tại sức bật của Duy Tuyến đang là 3m45. Câu trả lời đó là pha bỏ bóng đẳng cấp của truyền hai Học viện Cảnh sát. Pha bóng hay mà không thấy ban tổ chức thưởng tiền. Bước một là rất tốt của anh Tuấn, đó là Duy Tuyến. Một pha bóng chấm vạch ba. Vâng, mình chưa thấy ban tổ chức chụp cập nhật giải nhất. Nếu như giải nhất được cập nhật, mình cũng sẽ cập nhật để quý vị khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ được biết mọi người nhé. Dạ, thế thì anh nhờ mọi người gây xuống để anh lên được không ạ? Vâng, như vậy là đài truyền hình Bắc Ninh cũng đang có mặt để tác nghiệp tại giải đấu này mọi người nhé. Chú ơi, chú nhờ cho anh ấy, nhờ cho anh lên một tí. Em đang bình luận viên. Vâng. Cho anh ấy lên, anh đứng một tí rồi. Vâng, bình luận viên đến từ kênh Sao Vàng Việt Nam Volleyball. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành những lời ngợi khen cho bình luận viên nhé. Và chúng ta quay lại với trận thi đấu này. Điểm số bây giờ là 9-5, đang nghiêng về các cầu thủ Biên Phòng. Vừa rồi mình đã phải nhường chỗ một chút cho anh camera của đài truyền hình Bắc Ninh. Ngày hôm nay cũng về tác nghiệp tại hội làng Bình An mọi người nhé. Và mình cũng hy vọng rằng quý vị khán giả có thể chụp lại hình ảnh này khi mà bình luận viên, ekip quay phim của Sao Vàng Việt Nam Volleyball và truyền hình của đài Bắc Ninh đang phải đứng trên một chiếc bàn rất chênh vênh để có thể ghi lại những hình ảnh rất đẹp mắt cho quý vị và các bạn theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Đó là pha tấn công tốt của Biên Phòng. Điểm cho cầu thủ Biên Phòng 16. Vâng, xin cảm ơn Kim Quách đã bình luận. Với Sao Vàng Việt Nam Volleyball, trận chung kết sẽ diễn ra giữa Biên Phòng và các cầu thủ Thế Công. Và chúng ta sẽ cùng chờ trận bán kết 2 để biết kết quả của trận chung kết các bạn nhé.
Và xin cảm ơn Toàn Hoàn đã dành những lời gợi khen và những lời chúc rất tuyệt vời dành cho bình luận viên. Xin chúc bạn một năm mới nhiều sức khỏe, kinh doanh và làm ăn phát đạt. Vâng, điểm số bây giờ là 70 dành cho các cầu thủ Học viện Cảnh sát. Họ vẫn đang bị biên phòng dẫn trước với tỷ số 3 điểm. Và phát bóng là Thạch Đen. Một pha phát bóng tấn công nhưng rất dài và rất xa các bạn ạ. À, đó là một pha phát bóng không chính xác của ông vua Hội Làng. Không, anh nhờ một cảnh thôi. Anh đi lấy một cái lia cả. Vâng. Anh lia cả em nhé anh nhé. Nhưng mà sao rung bàn thế? Vâng, chắc mọi người mỏi đấy ạ. Vâng, xin cảm ơn Quốc Toàn. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành những lời ngợi khen dành cho hình ảnh của Sao Vàng Việt Nam Volleyball và bình luận viên. Ngày hôm nay mình sẽ cố gắng để tác nghiệp mang tới cho các bạn những hình ảnh đẹp nhất, những lời bình luận hay nhất để giúp cho các bạn theo dõi bóng chuyền được tuyệt vời hơn với Hội Làng đậm chất miền Bắc và với cơ cấu giải thưởng rất đáng mơ ước của tất cả các đội bóng về đây tham dự các bạn nhé. Và xin cảm ơn Vương Đức Ngọc. Điểm số thuộc về các cầu thủ biên phòng, 13-7. Một khoảng cách rất xa đã được biên phòng tạo ra. Câu trả lời đến từ Bảo Khang. Bảo Khang chưa thể ghi điểm và phản công thuộc về các cầu thủ bên phía biên phòng. Ui dồi ôi. Một pha bóng của Minh Đức bay thẳng vào vị trí của bình luận viên. Rất may là đã có những quý vị khán giả phía trước che chắn cho bình luận viên. Vâng, xin cảm ơn anh Điệp Cao Nguyễn nhé. Cảm ơn anh đã dành những lời chúc cho bình luận viên. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Bình luận viên xin chúc tất cả mọi người bước sang một năm mới, một năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, gia đình vui vẻ và kinh doanh thuận lợi các bạn nhé. Dạ vâng, vâng, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Đây là pha tấn công của cầu thủ biên phòng. Đó là một pha khó. Một pha khó và người tấn công thì xuất sắc. Đó là pha tấn công của Văn Hoàng. Vâng, xin lỗi, là Đức Hoàng. Đức Hoàng vừa được đưa vào sân để thay cho Văn Hiệp mọi người nhá. Phát bóng là Đức Hoàng. Đây là pha tấn công của Bảo Khang. Một pha tấn công quá xuất sắc. Có lẽ là các cầu thủ Học viện Cảnh sát cũng đã hết nhiệt và quý vị khán giả cũng hết nhiệt. Hay sao mà một pha bóng hay như vừa rồi lại không có một tràng vỗ tay nào cả. Vâng, tí nữa mình sẽ quay một cô gái Bắc Ninh nhé các bạn. Ở ngày hôm nay ở Hội Làng thì rất nhiều các bạn nữ xinh đẹp. Và ngay bên cạnh mình đây cũng có tới tận 6-7 cô gái xinh đẹp nhé. Có lẽ mình là người hạnh phúc khi mà được rất nhiều các bạn nữ đang đứng ở bên cạnh nhé. Vâng, xin chào 26 Sơn La. Đây là câu trả lời của Học viện và đó là Lâm Tới. Một pha tấn công không qua lưới và điểm cho cầu thủ Sông Mây, 16-10. Học viện Cảnh sát phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể san bằng cách biệt được một Sông Mây rất mạnh ngày hôm nay. Đó chính là các cầu thủ đội biên phòng. Và đó là điểm số cho biên phòng rồi, 17-10. Vâng, bình luận viên bình luận hay thì mọi người hãy cho bình luận viên một lượt chia sẻ nhá. Hãy cho mình một lượt chia sẻ để có thể truyền tải thông điệp bóng chuyền Hội Làng bình an tới tất cả quý vị khán giả yêu mến bóng chuyền trên mọi miền Tổ quốc được không ạ? Điểm số 11-17. Bước 1 quá hay của Minh Đức. Và đó là pha tấn công của Ngọc Tuân. Vâng, pha tấn công vừa rồi anh Quang Trường chỉ biết lấy tay né bóng thưa các bạn. Một pha tấn công rất mạnh. Có lẽ là trình độ của biên phòng cũng đã khác xa rất nhiều với Học viện Cảnh sát. Trận đấu tiếp tục.
Vâng, xin cảm ơn bạn Đình Điệp đã chia sẻ giúp Sao Vàng Việt Nam Volleyball ạ. Chúc bạn một năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, công tác và làm ăn thuận lợi bạn nhé. Vâng, điểm số 12-18 cho cầu thủ biên phòng. Em ơi, chụp cho anh bức ảnh này được. Vâng, điểm cho xí nghiệp Sông Mây 19-12. Rất tiếc cho cảnh sát. Như vậy là quả tấn công dưới vạch 3m chưa thành công. Một pha tấn công tốt của cao thủ Sông Mây. 20-12. Dường như cao thủ học viện cảnh sát đã buông súng rồi mọi người ơi. Ngày hôm nay Thạch Đèn, Lâm Tới, Bảo Khang, họ đang gặp quá một đối thủ quá khó. Đó là pha tấn công tốt của Thạch Đèn. Không có Quản Nghĩa và Bùi Văn Cường mọi người nhé. Quản Nghĩa đã về Ninh Bình để hội quân, tập trung cho giải Hoa Lư sắp tới của đội Ninh Bình. Đó là pha tấn công quá mạnh. Và người có pha tấn công tốt vừa rồi đó chính là Đức Hoàng. Xin chào cô Minh Nguyệt, chào em Đặng Bá Thái nha. Mọi người hãy giúp mình chia sẻ được không ạ? Điểm cho xí nghiệp Sông Mây 21-13. 21-13. 21-13 rồi. Trận đấu tiếp tục. Hai điểm nữa thôi, các cầu thủ biên phòng sẽ về đích và đồng nghĩa với việc họ sẽ điền tên tấm vé đầu tiên vào chung kết. Điểm cho cảnh sát 14-21. Đúng rồi, Khang cũng nản mà Lâm Tới cũng nản mà Thạch Đen cũng nản rồi mọi người ạ. Quá khó cho cầu thủ bên phía học viện. Đó là Đức Hoàng, một pha tấn công vào giữa chán của Lâm Tới. Điểm cho Sông Mây 22-14. Một pha bóng quá khó được cộng hưởng bởi may mắn. Và người có pha phát bóng vừa rồi đó là Trương Thế Khải. 23-14. Pha bóng leo lưới rất khó chịu. Và bước một tốt, câu trả lời của Lâm Tới. Chắn bóng quá đẳng cấp của Duy Tiến. Và không còn cơ hội dành cho các cầu thủ học viện nữa rồi. 24-14. Vâng, dường như chỉ có 0,00001% dành cho học viện cảnh sát trong xét đấu này nữa mà thôi. Dạ, vâng. Đây là câu trả lời của Lâm Tới. Bóng vẫn còn trong cuộc. Như vậy là điểm số đã thuộc về học viện cảnh sát 15-24. Nếu như cầu thủ biên phòng giành điểm số này thì điểm kết thúc sẽ là 25-15. Ngày hôm nay có rất nhiều điểm cách 10. Một sự hy hữu và trùng hợp rất ngẫu nhiên. Đó là Duy Tuyến. Vâng, xin chúc mừng cầu thủ biên phòng. Họ đã xuất sắc vượt qua học viện cảnh sát và điền tên mình vào trận chung kết. Ông chủ của doanh nghiệp Sông Mây rất tự hào về những chiến binh của mình. Và ông chủ doanh nghiệp Sông Mây cũng có hứa, nếu như các cầu thủ Sông Mây có thể lên ngôi vô địch thì phần thưởng của họ sẽ lên tới hàng trăm triệu đồng.